Sáng hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Túc Nốt phối hợp với Liên đoàn Lao động quận và quận đoàn tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Lãnh đạo quận Túc Nốt ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như các chị em phụ nữ trên địa bàn quận trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần cùng các ngành, các cấp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, Hội Phụ Nữ, Công đoàn và Quận đoàn còn tổ chức cho các chị em tham gia các trò chơi vận động gắn với tuyên truyền và phát động các chị em hưởng ứng tuần lễ áo dài. Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tặng áo dài sang sẻ yêu thương, vận động trao 180 bộ áo dài cho hội viên nữ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.